tìm hiểu thêm về một loại cảm biến nữa các em, đó chính là cảm biến nhiệt độ. Thì hôm trước là chúng ta cũng hoàn toàn tương tự. Các em chờ xíu nha các em.
À, thì nó cho ra là gì? 10 millivolt. À, cái tỷ lệ đó. Như vậy cái độ phân giải đó 1 độ C thì cho ra 10 millivolt. À, nhớ lưu ý luôn. 1 độ C cho ra 10 millivolt. Như vậy thì làm sao để mình tính toán được cái giá trị điện áp của nó? À, với cái nhiệt độ thì nhiệt độ là nó sẽ tiến hành là như thế nào em? Nhiệt độ là nó sẽ đưa vào đầu này. Giả sử là một cái đối tượng cần đo, ví dụ là muốn đo thân nhiệt của ai đó thì chúng ta kẹp trong nách, kẹp vô cái trán chẳng hạn như vậy. Muốn đo nhiệt độ của một cái tủ lạnh máy lạnh đó thì bỏ vào tủ lạnh, thì cái đầu màu đen này, cái đầu màu đen á nó sẽ tiếp xúc với cái đối tượng, thì đối tượng sẽ truyền cái nhiệt lượng của nó qua cái đầu màu đen này. Đó. Và đầu màu đen này tiếp nhận cái nhiệt lượng đó thì nó sản sinh ra chân giữa điện số 2 này, một cái điện áp và cái giá trị điện áp tỷ lệ của nó sẽ là tỷ lệ gì đây? À, tỷ lệ 1:10. À, thì cứ là gì, 1 độ C. 1 độ C thì nó sẽ cho ra là 10 millivolt. Như vậy thì ở đây tỷ lệ là 1 độ C thì cho ra bao nhiêu em? 10 millivolt. Vậy nếu chỗ này là 2 độ C thì cho ra là 20 milli. À, 3 độ C thì cho ra là 30 milli. Thì vấn đề ở đây chúng ta thấy một cái đối tượng đó, nó khi nó truyền nhiệt cho con làm 35 này, mình cần là gì? Là cần biết cái nhiệt độ của đối tượng đó là bao nhiêu. Nghĩa là chúng ta chưa biết được nhiệt độ ở cái đầu vào này, thì làm sao mình xác định được. Thì muốn xác định được thì em tiến hành đo cái nhiệt độ ở đầu ra, là tại vị trí cái chân số 2, là chân giữa đó các em. À, đo nhiệt độ tại cái chân đầu ra chỗ này. À, thì khi đối tượng nó truyền nhiệt tới cho gì con làm 35 này thì nó sản sinh ra chân giữa này một cái điện áp, mình đo cái điện áp tại chân đầu ra chỗ này, thì suy ngược lại mình sẽ biết được nhiệt độ của đối tượng là bao nhiêu. Ví dụ mình đo được cái nhiệt độ là 50 là bao nhiêu chưa biết, nhưng biết được cái điện áp tại chân này mình đo được 50 millivolt, thì từ đó mình suy ngược lại, à cái đối tượng này đã truyền trong này một cái nhiệt lượng là 5 độ C, vậy thì suy ra nhiệt độ của đối tượng sẽ là 5 độ C. Hay là chúng ta đo được tại chân số 2 này mình đo được là gì, 100 độ C, quay sau đây 100 millivolt, à, tại chân số 2 này đo được, thì lúc đó mình suy ra gì, cái nhiệt độ tại cái đối tượng này sẽ là 10. Phải nhớ là gì, 1 độ C thì nó cho ra 10 millivolt. Như vậy khi một cái đối tượng đó, ví dụ đây là một cái ly nước, tôi không biết cái ly nước này nhiệt độ nó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ nhúng ly nước vào trong cái đầu này, đầu đen này, thì nó sẽ nước nó sẽ truyền nhiệt cho con làm 35 này, và nó sẽ cho ra một điện áp tại chân giữa chỗ này. Thì nhiệm vụ chúng ta cứ làm sao mình đo nhiệt độ tại chân giữa thôi. Bây giờ sẽ đo cái điện áp tại chân giữa thôi, thì từ cái giá trị điện áp tại chân giữa này chúng ta chia cho 10, thì lập tức chúng ta sẽ ra được cái giá trị là cái nhiệt độ hay là những cái độ C của nó. Vậy thì giờ làm sao mình đo được cái điện áp chỗ này? Thì muốn đo điện áp này thì mình đưa cái này, cái chân số 2 này vào cái chân của analog, vào cái chân analog để mình đo, đúng chưa? Thì khi mình đo giá trị tại chân analog là đo cái số phần của đó, nó có chiếm được bao nhiêu phần. Vậy thì mình muốn biết được cái giá trị điện áp nó bao nhiêu thì phải lấy cái số phần của nó có được nhân với giá trị của một phần, nhân với điện phần. Như cái này có 4 phần đi, thì giá trị một phần là bao nhiêu nhân vô. Ví dụ giá trị một phần của nó, ví dụ thôi nha, ví dụ một phần của nó là gì, ví dụ là 2 millivolt. Vậy cái này 4 phần thì sẽ 4 nhân 2 là 8 millivolt. Vậy lúc đó mình đo được cái chân chỗ này là 8 millivolt. Mà ông này 8 millivolt thì suy ra cái độ C chỗ này là gì? 8 chia 10 là 0.8 độ C. Như vậy thì qua đó mình sẽ biết ngay được. Vậy muốn biết được nhiệt độ thì dứt khoát là một là phải tính cho được số phần chỗ này. Mà ai là tính được số phần thì chính là con Arduino Uno đưa vào cái chân analog thì đọc được, giống như con potentiometer đó. Chúng ta đưa vào chúng ta sẽ đọc được cái giá trị của nó, rồi lấy giá trị đó chúng ta nhân cho giá trị của một phần,
một phần đó, nghĩa là một phần đó thì có cái điện áp là bao nhiêu, mình có bao nhiêu phần thì nhân lên, mình đọc được bao nhiêu phần á, lấy cái điện áp nhân lên thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị là gì, điện áp. Rồi có giá trị điện áp đó chúng ta mới chia cho 10 thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị là độ C. Vậy thì bây giờ chúng ta làm sao mình đọc được cái số phần là một ý. Rồi thứ hai làm sao mình đọc được cái gì, cái giá trị của một phần. Cái giá trị một phần thì tương đối dễ. À, thì chúng ta thấy cấp vào điện áp đầu này sẽ là 5V, đầu này sẽ là CND là 0V. Nhưng mà cái chênh lệch điện áp giữa hai đầu này, cái nguồn cấp chúng ta chính là 5 trừ 0 bằng 5V. Nghĩa là hiệu đường thế, giống ngày xưa mình học á, hiệu thế bằng 5V. Mà cái mức của tín hiệu con này đưa vô á, là cái tín hiệu analog. Mà analog thì hôm trước nó tới nó luôn nhiều lần rồi. Đó, độ phân giải nó là 10 bit. Mà 10 bit á, là tương ứng là 2 mũ 10 là bằng 1024 trạng thái. Mà 1024 trạng thái á, thì chúng ta sẽ có được 1023 step khoảng á. Step là khoảng giá trị á. À, ví dụ các em có 4 giá trị đi, 0, 1, 2, 3, có phải 4 giá trị không? Thì các em sẽ có gì các em? Có 3 bước. Từ 0 đến 1 là một bước chưa? Từ 1 đến 2 là một bước. Từ 2 đến 3 là một bước nữa. Có phải là 3 bước không? Có 2 giá trị 0, 1 thì từ 0 bước sang 1 là một khoảng. Có 3 giá trị 0, 1, 2 thì có 2 bước. Từ 0 qua 1, từ 1 qua 2. Đúng chưa? Giống bậc thang chúng ta đó, có 3 bậc. Từ đất bước lên. Rồi, thì bước 2 bước là tới bậc thứ 3. Đó. Thì đương nhiên là gì? Với là gì? N giá trị thì chúng ta sẽ có n trừ 1 step. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 10 bit, nghĩa là chúng ta có 2 mũ 10 bằng 1024. Cái giá trị là tương ứng chúng ta có 1023 step. Và 1023 step đó là cái khoảng giá trị nó từ thấp đến cao, giống như cái bậc thang chúng ta, độ cao của nhà chúng ta là gì đây? Là 5 mấy. Từ đất là không mấy đi. Rồi đây cái đỉnh nhà chúng ta là gì? Là gì đây? Là độ cao mình nhà mình 5 mấy. Rồi từ để mà đi từ dưới đất lên nhà chúng ta là làm gì đây? 1024 cái bậc thang. Cái thang nha là cái vị trí á, là tương ứng là chúng ta sẽ bước bao nhiêu bước, là bước 1023 bước. Vậy thì hỏi một bước có độ cao là bao nhiêu, vậy thôi. 5 mét là tương ứng là 5000 mm. Rồi, để bước từ dưới đất lên đó là 1023 bước, vậy mỗi bước mình sẽ có độ dài sẽ là 5000 chia cho 1023. Thì tương tự ở đây cũng vậy thôi. Thì cái điện áp ở đây đưa vô từ 0 đến 5V là 5V. Tương ứng là 1023 bước. Vậy thì mỗi bước sẽ có giá trị là 5V chia cho 1023. Mà 5V ở đây nhớ đổi ra đơn vị mili thì thành ra là 5000 chia cho 1023. Đó lưu ý. Đó là giá trị của một bước thôi, giá trị điện áp của một bước. Rồi từ cái việc là tính được cái giá trị điện áp một bước rồi thì bây giờ mình xem thử chân số 2 này, chân số 2 này là nó đứng ở vị trí bước thứ mấy thì mình sẽ nhân vô nó ra thôi. Giờ mình leo lên là gì, giả sử là mình leo lên là gì, tới bước thứ 103 rồi, hỏi về vậy thì độ cao tôi bao nhiêu, thì đương nhiên tìm một bước bao nhiêu thì nhân 103 là ra được độ cao của mình. Đó. Vậy thì nghĩa là mình phải đọc được cái số bước rồi sẽ nhân cái giá trị của một bước là sẽ ra được cái giá trị điện áp. Sau khi điện áp có rồi là mình có điện áp tại chỗ này, phải chia cho 10 nữa nha thì mới ra được cái độ gì, độ C. Với tỷ lệ mình là tỷ lệ bao nhiêu các em? 1:10 là thấy chưa? Là mà 35 sensor thì cung cấp một cái ngõ ra là 10 mV trên một gì? Degree Celsius, tức là một độ C. Nghĩa là một độ C thì nó sẽ có tương ứng là vậy 10 mV. Thì ngược lại có mV thì tìm độ C là chia 10. Thì nó ra là ví dụ con ADN ở đây mình đọc được 204 thì suy ra cái nhiệt độ có được là bao nhiêu. Muốn có nhiệt độ thì trước tiên chúng ta phải có điện áp tại chân số 2 này. Thì ông này đang ở cái vị trí số 204 do chân A nó lóc đọc được, thì mình suy ra điện áp của ông này sẽ là 204 nhân cho gì,
cái giá trị một bước nãy mình đã tính này bao nhiêu này, là 5.000 chia cho đó, 102 gì, 23. Đó. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái giá trị là gì, 204 bước nhân cho giá trị điện áp của một bước là cái này, là chúng ta sẽ ra được cái gì, điện áp tại chỗ này. Và nếu nhân vô thì mình tìm được bao nhiêu, 997 mV. Vậy điện áp tại chỗ này là 997 mV. Và khi biết được điện áp chỗ này rồi thì hỏi cái nhiệt độ nó là bao nhiêu. Đương nhiên là 997 mà chia cho gì, cho 10 thôi, thì nó là 99.7 độ C. Vậy nhiệt độ của đối tượng lúc này sẽ là 99.7 độ C. Nhưng mà sao chúng ta đọc được, ví dụ nó không phải là 204 mà là số khác thì sao? Thì chúng ta cũng thế vô đây, 204, bây giờ lúc đó nó là 300 thì sao? Thì sẽ là 300 nhân cho 5.000 chia cho 102 23, đúng chưa? Ra được cái điện áp của 300. Xong rồi mình lại chia mấy, chia 10 thì mới ra được độ C. Vậy tổng quát thì cái giá trị 204 này thực sự đó chính là cái giá trị mình đưa vô, gọi là là cái chế độ từ là gì, chân unlock đưa vô, thì đó là AD. Rồi nhân cái gì, 5.000 chia cho 1023 thì mới ra được cái điện áp thôi. Rồi chia 10 nữa thì 5.000 mà chia 10 ra được gì, 500. Thành ra cuối cùng mình đi tìm cái nhiệt độ của nó bằng cái giá trị đọc được, nhân cho 500 thôi, rồi chia cho 1023 thì sẽ ra được cái đơn vị là độ gì, độ C. Đó là cái công thức mà chúng ta dùng để gì, tính toán. Vậy muốn là gì, thực hiện và tính được cái nhiệt độ của đối tượng bao nhiêu, tác động nó có đạt bao nhiêu. Giờ muốn không biết là căn phòng đó, hay là khu đất đó, cái nhà đó, hay là nhiệt độ thân nhiệt đó, hay chiếc xe đó, cái máy xe đó là đang nhiệt độ bao nhiêu, hay là người đó đang nóng sốt bao nhiêu, thì mình đưa cái đầu màu đen này đến cái đối tượng đó, đối tượng cần đo. Và sau đó chúng ta cho cái thành phần này, chân số 2 này, đến con Arduino Uno để nó đọc cái giá trị ADN đó. Lấy giá trị ADN đó nhân cho gì, 5.000 chia cho 1, 2, 3, xong đó là chia tiếp cho 10 nữa thì sẽ ra độ C. Đó. Thay vì mình phải gì, nhân 5.000 chia 1, 2, 3 rồi chia 10, thì mình rút gọn 5.000 với 10 đi thì còn lại 500, thì gọn hơn, thì lúc đó mình sẽ nhân gì, 500 chia gì, 1, 2, 3 là độ C luôn. Vậy công thức tính toán là thế này. Nhưng mà trường hợp đó là sử dụng cho ai, là cho những người nào mà sử dụng cái bộ kit của nhà trường cho, thí dụ cho á, mà tiếc là gì, các em không có đủ cái bộ kit ở trường để cho các em mượn để làm, đúng không? Và hầu hết các em cũng đã chọn học gì đây, dùng trên cái phần mềm Tinkercad cho đơn giản rồi, thì lúc đó là chúng ta phải sử dụng qua con TMB36. Thì con TMB36 này thì hoàn toàn tương tự như con gì là M35, nhưng mà vùng đo hay là thang đo của nó thay đổi, nó từ âm 40 độ C cho đến là 150 độ C. Chú ý nha. Nên chính vì thế là chúng ta phải quy đổi giá trị từ 0 độ C đưa về âm 40 độ C, chúng ta phải giảm đi một lượng, chúng ta phải trừ đi gì, cho giá trị 500, hoặc là trừ đi về cho 400, tùy theo cái việc này chúng ta sẽ căn chỉnh chỗ này. Bởi vì chúng ta sẽ lùi cái giá trị nhiệt độ nó xuống tùy theo độ nhạy của từng con, chúng ta sẽ trừ đi. Thì lấy giá trị mình đọc được, chúng ta trừ cho 500 rồi chia cho mấy, chia cho 10. Mình đi tìm cái giá trị điện áp tại chân, tính theo đơn vị là mV. Thì mình lấy cái giá trị mình đọc được á, mình nhân cái gì, 5.000 chia 1, 2, 3. Sau khi mình đọc được giá trị rồi thì mình tính cái giá trị nhiệt độ, tính theo đơn vị là độ C, thì bằng cái giá trị mình điện áp mình đọc được, trừ cho gì, trừ 500, thì mình đã đọc được giá trị là cái này, giá trị từ chân này, mình đọc được. Đó là gọi là V gì? VL. VL. MV. Rồi trừ cho gì? 500. Rồi chia cho 10. Còn lý do tại sao trừ 500 thì đó tùy theo con. Con này là trừ 40. Thì chúng ta sẽ trừ 400. 40 chính là 400 chia 10 thôi. Mình lùi cái giá trị là gì? Bắt đầu từ 0 thì lùi về số âm mà. Còn nếu mà ta sử dụng con làm 35 thì chúng ta tính giá trị nhiệt độ C thì bằng VL chia 10 thôi, tính từ 0 tới đi, 0 độ C nó lên thì chúng ta không cần phải đi phải lùi. Còn riêng con TMB36 thì ra nó lùi đang giá trị điện áp mình cũng phải lùi lại.
Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành là gì, thực hiện là gì, đo. Rồi đó là chúng ta đo cái nhiệt độ dùng con TMB36. Rồi ở đây chúng ta có sơ đồ, chúng ta dùng để gì, kết nối nè các em. Đây là sơ đồ kết nối. Sơ đồ kết nối tương đối là gì, đơn giản. Con là M35 thì giống như là con potentiometer thôi. Chiếc áp nó có 3 chân, 2 chân các em nối nguồn, rồi chân giữa thì chúng ta cũng vậy, cũng nối vào vị trí analog. Ở đây các em tùy theo em chọn nối chân nào, chân A0, A1, A2, A3, A4, A5 chọn cho người chân. Đó. Nhưng mà riêng cái hai chân số 1 và chân số 3 nhớ gắn cho đúng chân nha, muốn đổ qua đổ lại không được. Con potentiometer thì thể đổ ngược được, con này đổ không được nha. Chân số 1 á là nghe em cấp cái nguồn 5V. Đó, thấy không? Rồi chân số 3 là chân cuối cùng á, là bên ta phải á, là các em nối về CND. Đây, chân số 1 này, thấy không? Chạy về này. Đó. Vị trí 5V. Rồi chân số 3 thấy không, và biên này thấy không, đưa về gì, GND. Rồi chân giữa là chân tín hiệu này, đưa về vị trí analog, đưa về A0. Đây là một ví dụ về cách kết nối thôi. Còn em thích chọn A0, em khá thích A1 thì nối A1. Rồi còn đây chính là cái đoạn code để mà chúng ta sử dụng. Nhưng mà đoạn code này là em nhớ chú ý là chúng ta sử dụng với con LM35 nha, là trên cái bộ kit của trường á. Ở trường nó cho mình bộ kit LM35 thì ở đây sử dụng cho các em là chính là con LM35. Còn những em là sử dụng là Tinkercad thì chúng ta sử dụng con TMB36 như hồi nãy á. Và đương nhiên TMB36 thì trong cái chương trình tính toán về cái độ C á, là chúng ta phải trừ đi cho gì, 500 nha, trừ 500 hoặc là trừ 400 mấy á, thì theo từng loại mình chỉnh cái độ nhạy cho nó phù hợp. Còn về kết nối các em thấy không, sơ đồ kết nối. Rồi chân số 1 là màu đỏ này thấy không, đưa về vị trí vậy các em, 5V. Rồi chân số 2 này là chân tín hiệu này, đưa về vị trí A gì, A0, A1 để tụi mình. Rồi chân số 3 là chân GND màu đen không, đi về GND. Rồi để viết cái chương trình thì chúng ta cũng khai báo là hai thành phần thôi, temp value và temping thôi, là chân nối với chân số 1, rồi giá trị của nó. Rồi còn phần voice up thì chúng ta khai báo là gì, 0.begin thôi. Còn gì volume là cái nhiệt độ thì chúng ta đọc cái giá trị nhiệt độ là analog bridge temping đó. Sau khi đọc xong rồi mình tính toán cái nhiệt độ là lấy giá trị của mình vậy, mình đọc được đó là temp value á, nhân cho 500 chia cho 1023 là ra nhiệt độ. Nhưng mà từ nhiệt độ chúng ta nhớ tính ra độ F nha. Bởi trong một đề thi final á, nó có cái câu hỏi về độ F á, hỏi nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu. A, B, C, D thì chú nào thấy ngay nước sôi nhiệt độ bao nhiêu ngay cũng hí hải hững cũng mừng hết. Nhưng không dễ đâu. Bởi nó không hề, cái đáp án nó không hề có độ C trong này. Bởi 100 độ C thì ai cũng biết hết rồi. Nó hỏi là hỏi độ F. Như vậy vấn đề quan trọng là mình phải thuộc được cái công thức quy đổi từ cái độ C sang cái độ F. Thì cái độ F chúng ta bằng độ C nhân 9/5 cộng cho 32. Vậy nước sôi là 100 thì 100 nhân cho 9/5. Rồi sau đó mới cộng 32 nha. Và 100 nhân 9 gì? 9/2 thì chúng ta cho 9/5 thì chúng ta sẽ được lại đây. 180 được cộng cho gì? 32. Là được 212. Như vậy thì nước sôi ở nhiệt độ là 212 độ F, đơn vị là Fahrenheit.
À, nhớ đơn vị độ C tôi có rất nhiều đơn vị nha, độ K, độ F, độ LR. À, nhớ chú ý, độ F thì thông thường sử dụng cho trong ngành đông lạnh, người ta dùng đơn vị là độ F. Giống như máy móc công suất đó, trong ngành lạnh đó, người ta dùng đơn vị là mã lực, là ngựa đó, bao nhiêu ngựa đó. Cái này mua là gì đây? Cái máy lạnh hai ngựa, một ngựa, ngựa rưỡi, bốn ngựa, ví dụ như vậy. Thì đó là hỏi về cái mã lực. Nó không có đeo khẩu trang chưa? Con không đi đâu, con kể bắt con rồi sao? Đó là ra đâu, con đứng trước cửa thôi. Ra cái bà già, bà tắt mình đi luôn đi. Đi đâu? Đứng trước cửa thôi, không có qua nhà người khác, không qua nhà bà chính luôn, đang dịch đó. Bà chính đang dịch hả? Không, dịch đang dịch nhiều lắm, mình không qua ai đó, mình đứng dưới. Rồi các em dùng ThinkCAD để mà chúng ta tiến hành vẽ cái sơ đồ vào đây các em. Sơ đồ kết nối hoàn toàn giống như con LM35 thôi. Thì mình thay con LM35 thành con gì? TMB36. Rồi cái chương trình viết thì hoàn toàn cũng không thay đổi, chỉ thay đổi về cách thức tính của lại đây. Cái temp Celsius thôi, là nhiệt độ thôi, độ C đó. Thì nhiệt độ C ở đây là bằng temp value. Chúng ta sẽ gì đây, nhân gì đây, 5000 chia cho gì 1023, thì sau đó chúng ta trừ bớt cho gì 500, rồi tất cả mới chia cho gì, chia cho 10, hoặc là chúng ta gì nhân cho gì 500 chia cho 1023, chúng ta phải trừ bớt đi cho bao nhiêu các em, trừ bớt đi cho 40 hoặc là trừ bớt đi cho gì 50, tùy theo cái mức mà chúng ta sẽ chọn được. Thì lúc đó chúng ta mới có được cái giá trị đúng mà muốn được. Bởi nhớ là trường con TMB36 thì cái điểm bắt đầu của nó không phải là không độ C, mà bắt đầu từ là âm 40 độ C, nên nó bị lùi lại một khoảng là 40 độ. Mà lùi lại một khoảng 40 độ nghĩa là nó lùi đi là gì? 400 mV. Bởi nhớ là 1 độ thì cho ra bao nhiêu các em? 1 độ thì cho ra là 10 mV. Và nó lùi lại 40 độ nghĩa là nó lùi lại là gì? 400 mV, phải trừ đi 400. Nhưng có khi là chúng ta sẽ gì? Lùi đi cái giá trị nó là gì đây, tới không phải là gì 40 mà 50, do cái ngưỡng thay đổi của nó, thì chúng ta mới đo được độ chính xác được. Thì phần đó là phần căn chỉnh, thì chúng ta tùy theo giá trị ở trong khoảng đó chúng ta có thể thêm bớt, chứ không nhất thiết là phải chọn là số 400, 500, đôi khi 400 mấy, 409, 403, 402, 200 mấy, bao nhiêu đó tùy mình, chúng ta sẽ điều chỉnh nó vô. Rồi hiểu vấn đề chưa các em ơi? Nếu hiểu rồi thì ta bắt tay nhanh chóng khẩn trương làm vô liền.
Thầy sẽ ôn tập lại sau một ý để chúng ta thi final. Thì đối với thi final thì các em nhớ là học trên trang edx.org, nhớ chú ý nha. Và hai cái khóa học là Introduction to Internet of Things và một cái khóa học nữa là Sensor Device, là cảm biến và thiết bị đó, hai khóa học là giới thiệu về IoT và một khóa học là cảm biến và thiết bị IoT, là chúng ta phải cố gắng làm sao học hai đó. Bởi môn học mình gồm có hai phần, phần thứ nhất là online, phần thứ hai offline. Offline nghĩa là mình làm các bài lab với thầy này, đó chính là offline. Còn online á, chính là các em học trên trang edx.org, đăng ký tài khoản, đăng ký cái mail cá nhân hoặc là mail của trường mình đó, để mà chúng ta học hai cái môn đó. Có giùm thầy nha. Việt Hùng có. Thành Nhân dạ có. Kim Nguyên dạ có. Đức Mạnh dạ có. Lâm Duy dạ có. Gia Mẫn, Hồ Gia Mẫn có không? Rồi vắng phải không? Minh Nhật, Lương dạ có. Dạ có. Khắc Nhiên dạ có. Văn Khánh, Trần Thị Văn Khánh. Rồi Trần Thị Văn Khánh vắng nha. Dạ Trần Thị Văn Khánh có thầy ơi. Có phải không? Rồi ok. Công Hưng, Mai Công Hưng. Rồi vắng nha. Hữu Nhân dạ có. Cô Lý Hữu Nhân. Nhật Hạ, Phạm Nhật Hạ dạ có. Đông My dạ có. Dạ có này. Cao Vĩ dạ có. Đức Trung, Duy Khang dạ có. Quang Nhật dạ có. Phi Lâm, Phi Lâm có thầy ơi. Minh Quân dạ có. Hoàng Việt dạ có. Minh Thi dạ có. Tiến Đức có. Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thịnh có không? Rồi vắng phải không? Tao có thầy ơi, nó giờ tay ok. Chắc mấy quỷ hư. Rồi ok. Xuân Quang,
Xuân Quang có không? Trần Dương, Xuân Quang, rồi vắng nha. Hải Đăng. Dạ có. Nam Anh. Phạm Đỗ, Nam Anh. Rồi vắng nha. Duy Phước. Dạ có. Nam Anh có không? Có. Nam Anh có thì. À có phải không? Rồi. À, thầy đọc là tên những em hôm nay vắng này nha, xem thì có lọt tay mình hay không. À, thứ nhất này, Hồ Gia Mẫn. Dạ có. Có phải không? Rồi, như vậy thứ nhất là Mai Công Hưng, có không? Mai Công Hưng. Rồi, cháu một em đầu tiên này, Mai Công Hưng vắng nha. Trần Dương Xuân Quang. Trần Dương Xuân Quang có không? Quang có. À, có không? Có được. Rồi ok. Rồi như vậy thì vắng lớp mình tốt. Vắng có một em thôi. Mai Công Hưng thôi. Rồi thầy dặn dò luôn, để các em có sự chuẩn bị cho nó tốt hơn. Thì thứ hai tới là chúng ta sẽ làm một cái bài exercise, bài tập đó. Rồi trong đó là gì, thứ tư tới là chúng ta sẽ tiến hành lại đây thuyết trình. Thì nhớ là mỗi nhóm chúng ta phải trình bày. Thứ nhất đầu tiên trước khi thuyết trình thì các em sẽ trình chiếu cái phần là gì, report, là cái file báo cáo của mình đó, là file Word á. Nhớ là nội dung file Word với file PowerPoint là khác nhau nha. Nhiều chú hôm trước là gì, hai cái chép thành một là sai đã nha. Cái file Word là giống như viết cuốn sách á. Cái file PowerPoint giống là từ cuốn sách người ta soạn thành phim á, làm phim á, đóng phim á. Đó, hai đó khác nhau để thuyết trình. Rồi phần tiếp theo nữa, thứ ba đó là cái sản phẩm. Thì đó, thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện cái khâu đó. Còn là gì, chúng ta nhớ chú ý là về cái cột điểm để mình làm á. Thì thứ nhất là chúng ta có active learning, là điểm tích cực chuyên cần trong quá trình làm mình nè. Làm các bài lab này thì giáo viên sẽ kiểm tra thông qua những bài lab của mình đầy đủ hay không. Rồi cái thứ hai nữa, chỉ cần đầy đủ hay không thôi, chưa cần kiểm tra đúng sai điểm này, đúng không? Bởi vì đó là nó về tích cực, về tính cách thôi đó. Và thứ hai đó là chúng ta có những cái bài exercise thì nó có hai cục điểm exercise 1 và cục điểm exercise 2, nhớ không, là ba cục điểm chưa. Rồi có một cái điểm presentation, điểm thuyết trình, và cái cột điểm nữa đó chính là cái cột điểm project đó. Thành ra mình có 5 cột điểm, cái nghĩa là làm sao là đảm bảo với hai khi học với thầy, cái làm sao tới tuần thứ 10 là mình phải có đầy đủ hết là 5 cái cột điểm đó. Đồng thời đừng có nghĩ quá cái số tiết quy định, và nhớ số tiết quy định thì giáo viên cũng đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, nghĩa là chúng ta nhớ không được vắng quá là gì 3 buổi. Nhớ chú ý là với tính là gì, 5 tuần thôi nha. Nhiều em cứ đinh ninh là gì, tôi là tới 10 tuần lận, đó là sai nha. 10 tuần là được nghĩ tới là gì, 20% là tới là được gì, 6 buổi. Nhưng mà nhớ chú ý là mình chỉ vậy 20% của 5 tuần thôi, là 20% của 15 buổi á, là chúng ta chỉ được vắng không quá là gì 3 buổi, đừng quá 3 buổi. Ba buổi là công sức mình học quá trời đất, cuối cùng là gì, tiêu luôn. Thầy cho em hỏi là cái bài report là có cần nộp lên EMS không thầy? Tất cả đều phải nộp lại hết cho em. Thầy cho nó mở để em biết em nộp. Cả bắt đầu tuần thứ hai bắt đầu deadline đó thì khi đó cũng là mở. Dạ vâng, em cảm ơn. Quan trọng nhất là em chuẩn bị ok hết rồi là không có lo lắng gì hết, đúng không?
56 nha em. À, rồi em nào có mượn được bộ kit ngon lành lớp mình có em nào mượn được không? Alo. Lớp mình có ai mượn được bộ kit đầy đủ ở trường không các em ơi? Dạ không. À không ạ. À. À, thì đó cũng khó khăn cho các em ha. Dạ thầy em bị F0 giờ em không có bộ kit sao trong lớp thầy. Cái gì em? Em bị F0 mà giờ không có bộ không em không có mượn được bộ kit đó sao chấm lớp này nó được thầy? Chấm lớp là thông qua như là tin cân kết mà chứ đâu? À dạ vâng dạ vâng. À, thì đã cho là làm tin cân kết để làm bài lớp rồi. Dạ dạ. Rồi rồi ok được Duy Phước. Rồi bị em không và tình hình sức khỏe đó sao rồi em? Em đâu mới vừa bị em không á, tình hình sức khỏe ổn chưa? Ủa thầy, thầy bạn chung nhóm em nó bị F0, có khả năng thứ tư nó không có thuyết trình được thì sao thầy? Thì nó có phần thuyết trình online. Em nào mà bị F0 nghi ngờ bệnh tật không mấy được thì là chúng ta sẽ online thôi. Giáo viên vẫn tạo điều kiện online cho mình. Rồi được chưa em nào đó cần câu vị phải không? Dạ đúng rồi thầy. Ừ, rồi có gì thì mình phân người đó thuyết trình được thì thuyết trình thì offline, còn người nào gì đấy không được thì mình sẽ là gì online, nhưng mà lúc đó phải đăng ký trước với giáo viên. Làm thử có chạy không em ơi? Mình là ai mấy em? Dạ 1609 24 thầy. À, không, XM 16, 13, 14 phải không? Gì thầy? Lớp mình á. 1, 2, 2, 1, 5, 1, 6. 1, 6, 7. Ngày 14. Mình là lớp XE mấy? 16 mấy? 1510 thầy. 1510 phải không? Rồi đợi xíu. Rồi tên gì em nhớ máy đây. Alo alo.
đối với nhóm này. Tên gì, tên gì? À, cũng được. Trần Cao Vĩ. Rồi nhóm số 7 topic 1 đúng chưa? Dạ em cảm ơn thầy. Em là topic 1 đúng chưa em? Dạ đúng rồi. Rồi nhóm 7 topic 1. Rồi nhớ ghi đúng thông tin vào nha em. Rồi xem thì... có vấn đề gì không? Không nếu có vấn đề trao đổi gì thêm nữa thì thôi chúng ta nghỉ các em. Rồi thứ hai tới chúng ta có số bài exercise nha các em. Nhớ những cái bài tập exercise này, bài lab này. Thì em làm thì cho tin cái cát đó để ta để dành đó chúng ta lấy điểm đó nha. Thầy ơi thầy trai giùm em luôn được không? Thầy em sẽ quên. Cái tên nhóm thầy, thầy cho em hỏi cái tên nhóm của nhóm em luôn tại em sẽ nhớ lộn. Phi Long phải không? Dạ. Trần Lê Phi Long nhóm bạn nhóm 3 topic 8 đúng chưa? Dạ rồi em cảm ơn thầy. Rồi em là xong xuôi rồi có thể nghỉ các em. Thì nhớ cố gắng những cái bài mình làm các em lưu lại trên gì đây tin cái nó sẽ có lưu trữ được hết đấy. À, nên không lo, tất cả mình làm lưu được đó. Thì khi giáo viên họ kiểm tra tới thì đương nhiên là mình đưa ra thôi. Rồi, để em có điểm thì sẽ có những cái bài tập exercise, những bài lab đi kèm đó. Rồi, thì thứ hai tới chúng ta sẽ có một bài exercise. Rồi thứ tư tới thì các em sẽ tham gia thuyết trình. Thì những cái nhóm nào có bệnh tật, ví dụ là F0 hay nghi ngờ F0 đó không thể đến trường được, thì chúng ta sẽ đây thuyết trình online.